Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng thả bom oanh tạc xóm nhỏ. Dân chúng trong xóm ly tán, trong khi má nuôi An sốt ruột nghĩ đến việc xuôi thuyền tàn cư, thì tía nuôi một mực muốn ở lại mảnh đất mới gắn bó có 3 tháng. Thế nhưng, phần vì thương hoàn cảnh gia đình, phần vì cò đang bị trúng độc cá mặt quỷ nằm suốt ly bì. Tiến nuôi An đành cùng cả nhà dứt áo ra đi, xuôi về vùng Srok Miên. Cuộc sống linh đênh giữa thời loạn lạc của gia đình An sẽ trải qua những ngày tháng ra sao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn đoàn giỏi trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Tôi không thể nào bảo được con lúc cho nó chịu nằm yên. Hễ tôi quay lưng đi thì nó lóc cóc chạy theo nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tiếng nuôi tôi đập đập chân rũ bụi trên góc phản rồi lên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp đối diện với Lục. Tôi thấy ông Lục ân cần rót nước mời tiếng nuôi tôi rồi hai người tiếp tục nói lăng líu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong thấy trên bàn thờ là những ông bụt cũng gần giống như bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lổm nhủm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã hỏa thiêu, trên nắp buộc vuông vải trắng và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ đề tên họ ngày mất của người đó. Từ ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang ríu rít cúi đầu vái một ông lục trẻ rồi chúng cắp sách xô ra tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về tiến nuôi tôi cầm gói giấy vàng bước ra còn ngoái lại vái ông cụ lục một lần nữa ông bước theo ra tiễn khách hình như toan nói điều gì rồi lại thôi khi tía con chúng tôi ra đến đầu bậc thang ông dớ lên một tiếng khiến tiến nuôi tôi giật mình quay lại ông lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không nói thật chậm nghe rõ từng tiếng một dừ xây tròn cáp bòn lá trâu xoa tiếng nuôi tôi pát pát luôn mồm và vái ông lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía tôi hỏi đủ mọi thứ chuyện lục hỏi thăm tây đánh vào tới đâu hỏi chúng ta từ đâu tới tiếng nuôi tôi đáp một cách vui vẻ có thuốc cho thằng có không tía tiếng nuôi tôi chìa gói giấy vàng ra. Thuốc đây, hay lắm. Làm bằng 100 thư cứt chim và xương rắn độc. Trong uống ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi. Lúc nãy, ông nói gì với tía đấy? Tiếng nuôi tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp. Con thì cái gì cũng hỏi. Ừ, Lục bảo, che muốn chặt thì gai phải đốn. Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy. Tức là muốn đánh được thằng Tây thì phải trừ bọn tay chân của nó trước. Hay quá tía nhỉ? Ờ, tuổi nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy phải không hở tía? Học chữ đấy. Các rock miên đều không có trường học. Trẻ con đến học ở chùa thôi. Ông cụ Lục là người oai quyền nhất sót đấy. Gặp được ông Lục cụ tốt thì may tía nhỉ? Tiếng nuôi tôi chỉ ừ rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho bầy chó đuổi theo vẩn chung quanh con luốc, sủa đến váng óc. Sau khi uống thuốc và bôi thuốc đủ một lúc, thằng cò đã ngồi dậy, tỉnh như không. Quả là món thuốc thần diệu thật. Tiếng nuôi tôi liền bọc một nanh cá sấu trở lên chùa, đền ơn lục cụ, bảo là để lục tiện nó làm quân cờ. Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi để hôm sau bà lên chùa lại phật đã nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió nên tiếng nuôi tôi không thể chiều bà được thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu ở vùng này những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm buồm có lẽ để tránh bớt sự cồng cành choán chỗ và để cho thuyền được nhẹ khi cần cứ chặt một tàu lá dừa nước ngọt theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc buồm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn, với bốn cánh buồm thiên nhiên kiểu đó, cắm trong bốn lỗ cột trèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái. Gió đưa chiếc thuyền buồm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc cano. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy, đến ngang một cái chợ Tiến nuôi tôi hạ buồm, vứt xuống lòng sông trả lại cho bà Thủy. Người ta gọi chợ này là chợ mặt trời, có lẽ vì chợ nhóm tại doi đất ngã ba và một con kênh có tên là kênh mặt trời. Còn thằng cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim. Hôm qua chợ chưa nhóm, tiếng nuôi tôi còn cắm xào ở bên chợ, hy vọng có thể bán nốt mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày, ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất, bốn phía chân trời chống huếch chống hoác. Từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Con canh mặt trời còn phơn phớt màu đào buổi sáng, giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Năm ba ngôi quán lèo tèo ngó cửa ra một khoảnh đất rộng. Trên mặt đất nứt nẻ, vết cứt, chim khô trắng khắp nơi, lồng chim theo gió cuốn lên xoáy tít trong nắng như những cánh bông gòn rụng bay lấp lóa từ sáng sớm nghe xuồng đã vào cập bến chợ đậu san sát như lá tre mũi xuồng này được buộc nối vào lái thuyền kia đen kín mặt nước tiếng chim kêu râm gian trong đám ghe xuồng và trên sân chợ tiếng nuôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào toàn những đàn bà và trẻ con đang húp cháo chim xì xa xì sụp Mấy tấm da cá sấu hoa cà dựng trên ngạch cửa, bên lối ra vào. Mùi chim nướng từ trong những ngôi quán bay ra thơm phức. Tiếng dao thớt, khua lộp cục trong tiếng chim kêu xé mảng tai làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thêm phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên chợ, mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng cò, vì bàn chân hãy còn sưng, không được phép lên bờ, phải ngồi lại trong mui ôm con luốc ngó lên chợ coi bộ thèm thuồng lắm tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim băm hành củ sắc hạt tiêu bưng xuống cho nó rồi quẩy quả nhảy lên chợ ngay con luốc cũng muốn theo tôi nó cứ vẫy đuôi kêu ư ử nhưng thằng cỏ cứ ôm cổ giữ nó lại nó tức mình quay ra mấy xuồng chim đậu chung quanh gắt ngậu xị chim nhốt trong các giỏ tre nghe tiếng chó sủa hoảng hốt đập cánh kêu loạn lên tôi đi một mình luẩn quẩn theo những người bán chim trên chợ ngay dưới bờ sông chỗ tôi đứng có mấy người đàn bà đang mặc cả cãi nhau trên một chiếc thuyền to giỏ cần xé chất ngổn ngang đựng đầy các thứ trứng chim từng sâu chim trắng chim đen buộc chân dồn chặt trong khoang những con chim bị trói chen nhau ngóc cổ lên con này mổ vào lưng con kia đập cánh phành phạch một thằng bé gánh tòn ten hai con chim gì lạ quá cổ dài như cổ rắn to gấp rưỡi con vịt bầu sắc lông màu vàng xám ê bán chim gì đó mày tôi men theo tay chắp đít hất hàm hỏi nó còn điêng điển mà cũng không biết cặp môi nó chề ra cái mặt vênh vênh nhưng bộ tướng nhỏ thó và đôi mắt chân thận của nó nhìn lâu cũng thấy dễ mến bộ mày ở đâu mới tới hả nó hỏi tôi ờ mới tới Sứa tao cũng vô khối chim nhưng không giống như chim ở đây thành ra tao mới hỏi mày chứ tôi nói phét với nó như vậy để nó đừng chê tôi là quê coi già nó cũng khoái nó trỏ từng con chim gọi tên cắt nghĩa cho tôi nghe ý như muốn khoe với tôi rằng nó là tổ sư bồ đề ở đây những con chàng bè đồ sộ như con ngỗng mỏ to bằng cổ tay cứ gõ vào nhau lộp cộp làm rung rung mảnh da mềm thòng xuống tận cổ như cái diềm lụa mỡ gà. Những con giang sen cẳng cao lêu nghêu, nặng hàng năm bảy cân thịt, bị khớp mỏ chéo cánh đứng giữa đám xếu đen, xấu xám màu đỏ, đầu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại, ngó theo mấy con ó biển đang lượn vòng trên kênh. Cỏ thì không biết bao nhiêu mà kể, cỏ ngà, cỏ trắng, cỏ xanh, cỏ ma, buộc từng sâu, chất nằm hàng đống, một đám đàn bà trẻ con đang ngồi lúi húi vặt lông chim cồng cọc gần đấy. Mày muốn kiếm tiền xài không? Thằng bé kéo tay tôi bảo nhỏ. Nhổ lông chim muốn đấy. Mày muốn làm thì lại nói với cái thím đội nón lông chim ó rằn đang đứng chống nạnh hai quai trước quán kia kìa. Thấy tôi lắc đầu, nó hít khỉu tay vào hông tôi. Chê à? Làm một ngày kiếm bộn tiền. Mày không lấy tiền thì lấy thịt chim để về ăn lông chim bán riêng, thịt bán riêng mà. Chỗ này mưa giỏ le đặt bên cạnh một đống lồng, nhốt đầy chim chích. Những con chích lông xanh mỏ đỏ như quả ớt ngắn, cặp chân hồng như đôi đũa sơn. Coi bộ tốt mã nhất, con nào con nấy lộng lẫy như con gà tre, cứ ngước cổ kêu chích chích ché, nghe đến nhức mảng tai. Chỗ kia lổm gồm hàng sọt chim cồng cộc, lông đen như nhọ chảo, không ngớt cửa quậy, mổ vào nhau kêu lép chét chim ở đâu mà họ bắt nhiều vậy bây giờ tôi mới đành chịu hỏi thằng bé câu ấy chim bắt ở sân chim chứ đâu mày sân chim ở đâu ở chỗ nó chứ còn ở đâu thằng bé cười cười ra vẻ thích thú lắm dường như nó chỉ chờ nghe tôi hỏi để được trả lời nhưng vẫn làm bộ làm tịch chưa vội bảo ngay hồi lâu nó mới nói mấy người đàn bà mặc áo cộc tay đứng dưới tam bản chở trứng chim kia là dân hốt trứng chim đồng. Trứng le le, trứng chích, trứng cò, đẻ rơi trong đồng cỏ không có chủ, ai gặp nấy hốt. Hốt trứng tự do mà. Còn cái ông mùi bán quạt, tết bằng lông ó rắn, lông chim già đẫy ở chỗ mấy con xếu kia là chủ vườn cò. Mày biết vườn cò à? Ờ vườn cò thì chỉ có cò ở thôi, không nhiều bằng sân chim đâu. Sân chim thì vô phương nói được, đủ các thứ chim mày thấy mới biết mặt trời đã lên cao nắng bắt đầu gai gắt cái chợ chim nhóm giữa trời đã có phần bớt huyên náo bỗng nghe tiếng hu hu từ đâu vàng tới mọi người còn đang ngơ ngác ngóng lên trời thì từ dưới đám thuyền có tiếng thét vang dội máy bay giặc bà con ơi chợ nhốn nháo như vỡ đám làm chay người ta quýnh quáng chạy tới chạy lui lộn xộn trên khoảng đất trống không một lùm cây bụi cỏ để lấy chỗ nấp tạm nhiều người đàn bà hãi quá nhảy bừa xuống kênh tìm một chỗ ẩn mình dưới các gò đất dựa bờ con đầm giả đi guốc bay là là trên mặt sông vút qua ngang chợ nó cất lên cao rồi từ từ quay lại lượn trên chợ một vòng thả ra những cục gì đen đen tôi nằm úp mặt xuống đất nín thở chờ nghe tiếng nổ giặc thả truyền đơn bà con ơi đừng sợ nó không bắn đâu Ai dám nói nó không bắn đó Tiếng kêu thét Cãi nhau nghe gian chung quanh Tôi nghiêng đầu ngó lên Những cục đen đen Từ trong chiếc thủy phi thoàn Thả ra ban nãy Đã tan trong gió Bay trắng trời Lấp lánh trong nắng như vậy cá Gió thổi giạt những tờ truyền đơn Bay đi xa lắc Ghe xuồng vội vã trèo đi Dầm trèo va vào nhau khua lốp cốp Chìm kêu điếc tai Tiếng hú tiếng ì Tiếng gọi nhau gian mặt nước khi tôi chạy xuống bến, trèo lên thuyền thì đã thấy bộ da cá sấu vắt nằm trên mũi. Tiến nuôi tôi cũng vừa quay xong quay trèo lái. Tôi chụp lấy guốc trèo mũi. Quạt mạnh mấy cái, đưa thuyền quay ra cho trôi xuôi theo dòng. Trong chốc lát, ngoảnh lại thì cái chợ chim đã biến mất, chỉ còn trơ khoảng đất trống và dãy quán lụp sụp, đứng buồn thiêu. Không biết giặc giải truyền đơn nói cái gì. Mười hôm trước, nó cũng giải trên chợ cái rắn, nó gọi mình đầu hàng. Bộ đội mình đâu, sao không đánh nó? Chỗ nào cũng chờ bộ đội à? Vậy chứ bà con mình cụt tay hết rồi sao? Nó vô đây, vác dao vác dựa, chém nó ra từng khúc như khúc chuối, cho bỏ cái thói cướp nước người ta. Nghe có lính Bắc bộ ngoài cụ hồ đưa vô rồi mà. Ờ, cũng có nghe đấy. Sao lại cũng có nghe? Vô nhiều lắm rồi tướng Vũ Đức chỉ huy, đâu còn ở mạn trên Phước Long. Mặt sông vang dậy tiếng người tranh nhau nói, ai cũng muốn tỏ ra thông thạo. Ai cũng nói, thành ra không ai nghe ai. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước trẻo đi. Đến nuôi tôi định đi về hướng Nam Căn, ông bàn viên má nuôi tôi. Nam Căn là xứ tiền rừng bạc biển. Sông rạch hiểm trở, ở đó toàn là rừng. Rừng nước, rừng móng, Dừng bần. Tây khó bể tới, về đó ta có thể đi đốn củi mướn cho các lò than. Má nuôi tôi nói xuôi lơ. Cái đó tùy ông, ở đâu thì ở, miễn được yên nơi yên chỗ mà làm ăn. Chứ linh đinh mãi thế này, tôi e có ngày hai đứa nhỏ, chết lép xác thôi. Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong mui, bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy. Màu ra coi, An ơi, gần tới sân chim rồi đã sang bếp mà mày còn ngủ à? Tôi dụi mắt bỏ ra khoang trước, vốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vệt rừng đen, ở chỗ con sông ngoặt như lưỡi cưa cám mập, trơm trởm, đựng đầu răng nhọn, đã ửng lên màu mây hồng phơn phớt. Từ chỗ vệt rừng đen xa tít đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ trong lòng quả đất chui ra, bò li ti, đen ngòm lên ra trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc cho tiền. Tản bay liên chi hồ điệp. Những bầy chim đen bay kín trời, vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng, lướt qua trên sông, cuốn theo sau những luồng gió vút, cứ làm tai tôi rối lên, hoa cả mắt. Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc những rổ tiền đồng và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng khiến tôi chỉ trực buồn nôn ọe. Chim đậu chen ngang trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây trà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Cổng cọc đứng trong tổ, vươn cánh như tượng những người phụ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. Chim giả đẫy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng, đậu đến quằn nhánh cây. Một con điêng điếc ngóc cổ lên mặt nước. Thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi trèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lại mất. Chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ. Mỏ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay còn đang vung dâu cựa quậy. Tôi mê quá, mà thằng cọ cũng mê như tôi. Hai đứa cùng ước phải chi mình được dừng thuyền lại đây vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về ở đây, nhiều không thể nói được. Ở đây còn có nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đậu thấp lắm. Đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi trồm người ra be thuyền kêu to. Dừng lại đây bắt một mớ chim đi, tiếc. Sân chim có chủ, không bắt của người ta được đâu, tiến nuôi tôi bảo Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước Ai bắt được nấy ăn chứ? Đúng là không ai nuôi Nhưng chim về ở trên vùng đất của ai Thì nó thuộc về tài sản của người đó Họ phải đóng thuế hàng năm Như đóng thuế ruộng đấy con ạ à. Thấp thoáng trong xa Bốn năm người quẩy giỏ Cắm xào trúc Có ngoéo sắt đang ngoéo cổ chim non xuống bắt Coi bộ dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng tiếng chim kêu vang động bên tai. Nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi trèo đi hơn ba nghìn thước rồi, mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cảnh cây xe sát ra sông. Nếu như có ai bảo tôi quay trở lại một nơi nào đó, một bến chợ hoặc một xóm làng chẳng hạn, nơi mà tôi đã rời đi cách đó chừng dăm ngày, trở lại bằng đúng con đường cũ mà không được hỏi ai đường đi, thì tôi sẽ chịu thôi. Chỉ mới đi một lần thì dứt khoát là không thể nhớ và không dễ dàng nhận ra con đường cũ. Trong chỗ nào cũng như chỗ nào. Càng đổ gần về hướng núi Cà Mau thì sông ngòi, canh rạch càng bùa răng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rừng xanh bốn mùa cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không ngớt vọng về trong hơi gió muối, thứ âm thanh đơn điệu triển miên ấy dù ngủ thính giác càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con người trước cái quang cảnh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu. Từ khi qua tràn là cái keo, rồi bỏ con sông bảy háp, xuôi thuyền trôi theo dòng, thì tôi bắt đầu có cái cảm giác trên đây. Ở đây, người ta gọi tên đất tên sông không phải bằng cái tên mỹ lệ mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên chẳng hạn như gọi rạch mái dầm vì hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái dầm cọng tròn xốp nhẹ trên chỉ xòa ra độc một cái lá xanh hình chiếc bơi trèo nhỏ gọi là kênh bọ mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt đen như hạt vừng chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ ta bị nó đốt vào da thịt chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ tấy lên. Gọi kênh ba khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía, chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía là một loại còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra, trộn tỏi ớt, ăn rất ngon. Còn như xã Nam Căn thì nghe nói ngày xưa trên bờ sông chỉ độc có một cái lán, năm gian, của những người tới đốn củi hầm than dựng nên. Cũng như cả Mau là nói trại đi theo chữ, tức khơ mâu, tiếng miên nghĩa là nước đen. Thuyền chúng tôi trèo thoát qua kênh bọ mắt, đổ ra con sông cửa lớn, xuôi về năm căn. Dòng sông năm căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Cá nược bơi hàng đàn, đen chuỗi, nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trong hai bên bờ, rừng nước dựng lên cao ngất như hãy dãy trưởng thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này trồng lên lớp kia, ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh xêu, màu xanh chai lọ, loà nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai chợ Nam căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui tấp nập. Vẫn là cái quang cảnh quen thuộc của một sóng chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, với những túp lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng. Những đống gỗ cao như núi chất dựa bờ, những cột đáy thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buôn dập dình trên sóng. Nhưng Năm căn còn có cái bề thế của một chấn anh chị rừng xanh đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của tổ quốc. Những bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông, những lò than hầm gỗ được sản xuất loại than củi nổi tiếng nhất của miền Nam. Những ngôi nhà bè ban đêm ánh đèn mang sông chiếu rực trên mặt nước như những khu phố nổi và nơi đây người ta có thể cập thuyền lại bước sang gọi một món xào, món nấu Trung Quốc hoặc một đĩa thịt rừng nướng, ướp kiểu địa phương, kèm theo vài cút rượu. Ngoài ra, còn có thể mua từ cây kim cuộn chỉ những vật dụng cần thiết, một bộ quần áo may sẵn hay một món nữ trang đắt giá chẳng hạn mà không cần phải bước ra khỏi thuyền. Những người con gái Hoa Kiều bán hàng lời sợi, những người trà châu giang bán vải, những bà cụ già người miên bán rượu, với đủ các giọng nói líu lô, đủ kiểu ăn vận sặc sỡ, đã điểm tô cho Nam căn một màu sắc độc đáo hơn tất cả các xóm chợ vùng rừng Cà Mau. Ở lại đây thôi, ông ạ. À. Má nuôi tôi vừa đưa mắt nhìn lên bờ, vừa bảo tiếng nuôi tôi. Tiếng nuôi tôi ngồi trước mũi thuyền, thong thả nhồi thuốc vào nõ tàu, nhau mắt cười với tôi và thằng cò. Hai đứa bay muốn ở đây hay đi nữa, giọng đùa vui hiền lành dễ dãi của tiến nuôi nhất là nét cười bên hai khóe mắt của ông cứ mở ra khiến tôi và thằng cò cũng cười theo mà không đứa nào trả lời không nên ở đây tiến nuôi tôi buông lửng một câu ngắn cộc bất ngờ rồi dặn hắn ngước lên nhìn má nuôi tôi dò hỏi ông tính ra ngoài biển ở hay sao dường như không chú ý tới sự phản ứng của má nuôi tôi và cũng không buồn nhìn bốn con mắt thô lố đầy ngạc nhiên của hai thằng con nhỏ mà ông thừa biết rằng qua bao nhiêu chặng đường dài mệt mỏi đều đang chờ đợi phút rừng trèo. Cắm thuyền là nhảy lên mảnh đất định cư, hằng mong ngóng. Tiếng nuôi tôi cứ thong thả bật lửa lên đốt thuốc, bập bập hít mấy hơi dài. Ở lại đây, nhưng không ở tại đây. Ở chợ vui hơn chứ, tía. Thằng cò hong hóng ngó lên bờ, buột miệng kêu lên. Người ta đông như thế này mà, mình còn đi đâu nữa hờ tiếc. Tiến nuôi tôi cười, mà như không cười, sẽ sảng nói. Mình có phải dân buôn bán đâu mà cần ở chợ. Ông có cần mua sắm gì không? Má nuôi tôi hỏi. Chưa vội, để lo tìm chỗ cất nhà trước đã. Bà có muốn cho hai đứa nhỏ lên chợ chơi, thì ghé lại một chốc cũng được. Thôi, để lúc khác. Bao giờ đang lúc cãi nhau về sự bất đồng ý kiến trên một vấn đề nào đó với tiến nuôi tôi, mà má nuôi tôi bỗng dưng quay ra nói một chuyện gì khác thì tôi hiểu ngay rằng bà đã chịu cái lý lẽ của tía nuôi tôi là đúng thuyền chúng tôi không đỗ lại chợ chúng tôi còn đi non một buổi nữa mới cập bến đây là một xóm nghèo nhà cất lưa thưa trên bờ một con rạch nhỏ dựa lưng vào rừng những người thợ đốt than đã tiếp tay đốn cây chặt lá dựng cho chúng tôi một ngôi lều nhỏ ngày ngày tiếng nuôi tôi vác dìu theo thợ rừng đốn củi mướn cho các lò hầm than má nuôi tôi thì sách giỏ đi bắt ba khía về làm mắm thằng cò và tôi bữa nào cũng rủ bọn trẻ trong xóm dắt con luốc sục sạo vào rừng săn trồn săn kỳ đà cũng có khi chúng tôi mò ra tận sông cái lội xuống bãi bắt cua bắt vọp chúng tôi thường men theo con đường mòn của thợ đốn củi dắt nhau ra chơi dọc bờ sông nơi nào cũng vậy, bọn trẻ nhỏ chúng tôi bao giờ cũng tìm ra được nhiều trò chơi trên các bờ sông. Cho đến lúc chán, thì nhảy ngay xuống nước, tha hồ bơi tắm. ở đấy, khi nước chiều xuống, còn có những con cá biển đủ các loại màu sắc và hình thù khác nhau mắc cạn nằm trong những vũng nước trong veo. Con nào bé thì sau khi đã nghịch chán, chúng tôi bụng nó trong tay mang ra thả xuống mé nước. Con nào kha khá ăn được thì chúng tôi sâu mang sách về. Ở vùng rừng ngập nước của xứ Cà Mau này, sông ngòi kênh rạch là đường giao thông chính. Hầu như ngày nào tôi cũng mò ra, đứng trên bờ sông, hưởng cái thú xem đủ các kiểu thuyền sông, thuyền biển, rong buồm cánh én, chạy phăng phăng, rẽ nước trắng xóa như tàu thủy. Từ chiếc xuồng vỏ gòn nhỏ, như con cá thòi lòi, nhảy sóng rất tinh, cho đến chiếc ghe dài đồ sộ như một quả đồi y ạch nặng nề, chỉ có thể nhờ tàu kéo dắt đi nơi bờ sông người ta chờ gọi thuyền mua thuyền bán và lúc nào cũng có thể nghe được tin tức chiến sự nhiều nơi của khách tứ phương trên những con thuyền khắp trốn đi qua và ở bờ sông không những đôi lúc tình cờ có thể vớ được con rùa con rắn một cách dễ dàng tôi còn tìm gặp nhiều cây cỏ lạ không thấy có ở mọi vùng chung quanh có nhiều thứ cây mỗi lá đẹp như một cái hoa do dòng nước mang hạt giống từ những vùng đất xa xôi nào đưa về tận đây nhờ bọt sóng đánh giạt lên bờ một buổi sáng sớm tôi và thằng cò xách chai ra bờ sông chờ thuyền trà vải đón mua dầu lửa bỗng nghe đằng xa có tiếng bọn trẻ con gọi nhau ý ới trong ánh nắng nhẹ chưa xua tan lớp mù kéo lê trên đầu ngọn cỏ ướt đẫm xương bóng những người đàn ông xách xả beng cầm chĩa xách phảng chạy học tốc về hướng đồng mạ bao giờ có một điều bất thường một biến cố gì vừa xảy ra thì tức khắc bọn trẻ con kéo đến đó ngay tôi lôi thẳng cỏ ba chân bốn cẳng chạy theo bọn nhỏ đám người cởi trần lăm lăm dao mắc trong tay đang quây thành một vòng tròn chung quanh một ngôi mả trên gò đất cao hiện ra trước mắt chúng tôi bọn con nít lui ra nó chưa chết đâu coi chừng cái đuôi cái đuôi nó còn cựa quậy đấy tiếng một người nào đó hét oang oang vòng người giãn ra rồi lại thiết lại như cũ. Bọn nhỏ vừa chạy giặt ra xa đã thoăn thoát quay lại. Tôi chắc mềm rằng người ta vừa hạ một con beo con cọp gì ở đây, nhưng chưa kịp hỏi ai thì nghe có tiếng một người nào đó trong đám đông kêu lên. Đúng là con kỳ đà rồi. Con kỳ đà thì một mình mình cũng đập chết được, làm gì mà xôn xao dữ vậy. Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chen lách đám người đang thở hồn hển, nét mặt đầy kinh dị, đứng ngáng trước mặt tôi kiếm một chỗ trống ghé nhìn. Vừa nhìn vào, tự nhiên tôi bỗng bật lùi ra sau. Trời, một con kỳ đà kinh khủng. Tôi chưa từng nghe tía má nuôi tôi nói đến bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đất rừng phương Nam của nhà văn đoàn giỏi mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai thu loan xin kính chào tạm biệt